Hello mọi người đã quay trở lại kênh của mình vào buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp tục mình sẽ chơi về chế độ 8-2 giải trí để cho các bạn đi học về thì sẽ có những cái niềm vui bé bé, đúng không? Mình vô mình chơi 3 trận ranh vui vẻ rồi mình xem clip của Hoan mở cơm, bới tô cơm lên ngồi ăn rồi đi ngủ miếng, chiều lên sức đi học tiếp, đúng không? Yo. Hôm nay mình sẽ chơi với nhân vật Mỹ Nhân. Đấy. Kể từ khi mà đạt được 100.000 người đăng ký thì hiện tại kênh của mình được thêm 600 người đăng ký nữa, là 106 người. Ủa đọc số ấy có đúng không trời? Chắc đúng. Yo. Trời ơi, ta nói vô cái map làng ven hồ. Thực ra cũng không phải hồ lắm. Một cái biển bao la bát ngát nhưng mà không ra bơi được, tệ bè. Ai? Trời ơi, chị An má ơi. Ngày xưa mình cũng có làm một cái nội dung là đi tự sát nhưng mà gặp Hunter Friendly đấy. Cũng 4 mỹ nhân với một bà An. Thời điểm đó Hunter kiểu rất là dễ chơi. Chỉ cần xả skill ra là có hit. Bây giờ thì cũng có hit nhưng mà kỹ năng thì sẽ khó hơn một chút. Đặc biệt các bạn có thể thấy những cái nhân vật Hunter như là anh Dê, anh Hermit. Wow. Soạn nhạc mỹ nhân chúng mình có nhau này. Vô. Hai đứa đẩy máy mà công nhận ông nội tù nhân vô. Ông làm gì ông nối cái máy, em ở đầu sông anh ở cuối sông. Nhưng mà nối xong cái máy chả ai sửa bên đấy. Tệ bè. Hiện tại thì chuẩn bị có một áp thấp nhiệt đới hay gọi là bão số 4 ấy cũng rất là lớn, đang chuẩn bị đẩy vô miền Trung. Thứ 7 tuần này thì mình được bạn mời đi dự tốt nghiệp. Một con nhỏ bạn mà ta nói ông trời xe duyên. Tự nhiên cái thời điểm nó đang ngồi cô đơn lắm. Em đăng ký cái môn đó mà kiểu cái môn đó là người ta thấy thường thường ấy. Không biết mọi người sao, nhưng mà cái thời em học là tụi nó thường thường né thầy dữ lắm. Mà thầy thì nói chung là sẽ dễ chịu hơn cô nha. Mình cũng hiểu lý do vì sao, nhưng mình thích học thầy hơn cô. Em đăng ký cái môn đó, môn presentation, là cái môn thuyết trình. Và cái môn đó đòi hỏi mình phải làm PowerPoint, rồi mình sẽ học thuộc, rồi mình lên mình thuyết trình, mình đứng mình nói. Nhưng mà mấy đứa lớp mình thì không chọn cái thầy đấy, nên là mình chỉ một mình học thôi. Ai dè em đang ngồi cô đơn giữa trên chiếc ghế sofa của Hồ Ngọc Hà. Bỗng nhiên con bé đã tới. Bạn ơi, ở đây có ai ngồi chưa? Trời ơi, bộ ông thấy hả? Có mình em ngồi một nguyên một dãy bàn dài 3-4 cái bàn xếp cạnh nhau. Trời ơi. Đánh ghế. Rồi rồi. Rồi zo nha. Cậu tự lo liệu nha. Thực ra thì chơi 8-2 các bạn cứu ghế đầu tiên 99 cũng ok luôn. Nó không có tính 50, tính ghế ngồi thôi. Chị gái ơi đừng gồng như chị gái cho em hiêu. Rồi xong, cái gì tới nó cũng tới. Tệ bạc. Thôi thôi, em đã cố gắng hết sức rồi. Hunter mà chơi hai đứa ca một ghế thì ta nói xịt keo, dính chiêu hai điêu thuyền. Mình hiêu thôi, nhưng mà ví dụ mình gặp đồng đội thì mình sẽ quỳ lại xin xỏ. Chị gái ơi, hiêu cho em lần này đi anh. Đó, để cho nó hiêu. Lát nữa nó bị đánh thì mình được hít xỏ ké. Tại vì mỹ nhân là thuộc cái tip dạng nhân vật mà kiểu rất là mạnh ở giữa với cả cuối game ấy. Càng nhiều người hiêu cho mỹ nhân thì mỹ nhân càng được phúc lợi xỏ nhiều hơn, đúng không? Mình mà không để đứa nào hiêu mình tự xử là ta nói phế tàn canh cuộc đời luôn. Trời ơi, đang ngồi cái bạn ơi, ở đây có ai ngồi chưa? Cái mình cũng kêu chưa, cho mình ngồi đây nha. Ừ, chứ sao, đang ngồi cô đơn, tự nhiên có một đứa tới kiếm chuyện ngồi cạnh mình thì mình sướng quá đi chứ, đúng không? Thế là hai đứa ngồi với nhau, ngồi xả xì chét, xì chum, xì tốp. Cuối cùng là học cùng với nhau đến giờ. Em học thì em cũng không cần phải mày quá phải giỏi tao mới học, không, em chỉ cần siêng là được. Em đã delete nhiều đứa for gen trong cái list của em, là đi ra khỏi cuộc sống University của tao dùm. Trời ơi, chúng nó chơi, mọi người thì bảo mọi người mà lên đại học mọi người sẽ gặp được rất là nhiều cái type of people, type person. Biết sao không? Chúng nó dồ là chúng nó chỉ có biết là nhiều đứa nó siêng học thì không nói,
Không cần giỏi nhá, siêng là được. Thấy không? Từ từ nha, để cứu tình yêu. Cái gì mà Zocam 2 là sao nữa đây? Khó chịu vô cùng. Ôi, nó mê ghế bên kia. Rồi, chạy nha bạn tình yêu ơi. Kiểu như mình cũng không phải là giỏi lắm, nhưng mà làm bài hay deadline hay là cho bài tập gì thì siêng xíu. Trời ơi, ta nói xịt keo luôn, delete luôn, đúng không? Đến đại học năm 2 lúc đó mình mới ngộ nhận ra là mình cần bạn để học chứ không phải cần bạn để chơi. Đấy. Nên là sau này mọi người có đang trong quá trình gọi là freshman thì mọi người cố gắng. Sao mà phúc lợi kim tiêm tùm lum thì trời, em cảm ơn mọi người vứt lại kim tiêm cho em nhé. Một miếng khi đói bằng một gói khi no đó. Lúc này chưa cần đâu. Lát nữa nó vả bôm bốp, nó rả vả cho rớt cái miếng băng đô trên đang đội trên đầu đó, lúc đó mới cần. Rồi vô. Chị gái ơi, tha cho em lần này nha chị gái ơi. Ui da, không dạy là đời không nể. Trời ơi, giáo viên cho tài liệu chưa trong sách. Nó không có mở PDF ra nó đọc đâu. Nó lên mạng á má, nó cóp, nó vứt cho mình. Rồi xong. Đến khi check lại trong Costbook, không có nội dung nó kiếm. Report nói tới tự ái. Hay lắm. Trời ơi, xịt keo. Mà giảng viên thì người ta có chuyên môn cao rồi. Người ta dạy cái cuốn đó bao nhiêu năm trời, tất nhiên là cái nội dung trong cái cuốn đó giống như cuốn truyện Doraemon vậy đó. Mình đọc tới đọc lui chắc chắn là mình sẽ biết nội dung, đúng không? Nó lôi đâu đâu trên mạng xuống, nói tới tự ái. Mày tự kiếm đi. Ủa là sao má? Phân chia công việc rõ ràng, mở cái PDF ra kiếm keyword thôi. Rồi tách, kiếm main topic, main idea bỏ vô cái word. Rồi lát nữa vô là tôi copy vô tôi làm PowerPoint thôi. Không, lên mạng á, kiếm được bao nhiêu dòng là có bấy nhiêu dòng. Trời ơi, coi tệ bạc không. Sau này mọi người sẽ được tận hưởng, em kể là có nha. Trời ơi, ta nói xịt keo. Làm PowerPoint á, nó không kiếm ý chính đâu, nó lôi nguyên một cái đống trên mạng xuống. Đó, tao kiếm đó, tao quăng đó đó. Tự lọc đi. Trời ơi, má ơi, hóa đá luôn. Mọi người chưa liên quan không? Dính chiêu hai điêu thuyền luôn. Rồi vô. Cứu tình yêu nè, bé gái. Đối với ông nội nghệ sĩ violon thì chuẩn bị có một cái trang phục S. Đấy, bạn nào tích đá thì tranh thủ mua nha. Năm nay là nó ra một đống skin luôn. Rồi rồi, vô vô vô. Rồi xong, xịt keo. Từ 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 từ. Rồi rồi, vô. Hí. Ui, lên lên lên, nhập vô nhập vô. Oh. Hí. Rồi đi đi, nhập vô. Ủa sao nó hết choáng nhanh thế nhờ. Ông nội này mua thuốc giảm choáng rồi, với cả chắc là có thêm bảng persona chống choáng nữa. Rồi rồi, để cứu này máy pram rồi. Đợi xíu. Măm măm măm. Trời ơi, làm sao nữa vậy? Tại sao Pram trả lời liền? Pram cái chấn động địa cầu luôn. Tệ bạc. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường hỏa tiễn. Pram cái mà ta nói xịt keo luôn, thiệt sự chứ. Chắc là trên đây có ai thua rồi đó. Thua rồi. Mình cố gắng cứu bạn bé gái nhưng mà không có được, sọ quá trời. Bởi ta nói, làm rất là nhiều video clip khuyên mọi người là cai thì đừng cai xuống hầm. Mà đầy máu thì cai trong hầm luôn thì không sao, nhưng mà nửa máu thì chạy ra dùm. Không. Cứu tôi với. Help me. Nhưng mà có một cái đặc sản chơi 8-2 không thể bao giờ hiểu nổi. Là mình chơi kẻ sống sót bao giờ cũng thua, mà chơi Hunter thì bị tụi nó hành ra bã luôn. Trời ơi, đầu hàng đi, surrender, surrender liền, nhanh lên. Lost. Xịt keo luôn. Hóa đá luôn.
Và mọi người đừng chuyển kênh nhé, mình sẽ làm thêm trận đấu nữa nha mọi người. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai ở map ký ức của Leo. Bây giờ thì đang thời điểm bão thì thứ 7 tuần này con bé nó mời mình đi dự tốt nghiệp của nguyên cỗ xe tăng. Vừa rồi mới tải lại cái game, thế là cuối cùng ba cái update của mình giờ cái đám mây nguyền rủa gì nó lù trên đầu ám mình kinh khủng. Để coi cài đặt có không, tắt đi. Đây. Mây. Úp. Không có luôn. Phụ. Ô. Xe tăng tới. Anh ơi. Anh tha cho em nha anh. Trời ơi, cỗ xe tăng thiết giáp. Trời ơi, nó không sợ ván luôn. Trời ơi, đi qua ván giống như kiểu là ổn một cái tao nói. Con nhện búp đi. Đi qua ba tầng tơ là ổn cái ván luôn. Dậy đi cho nó đúng chất xe tăng. Rồi. Chuẩn bị được ba sọ rồi. Cai nhẹ thì thường thường mình sẽ cai ở những cái khu vực mà Blink không? Mình sẽ cai những khu vực rộng rộng xíu để nó khó chăng tơ. Đúng không? Thường thường mấy con nhện đầu game thì nếu mà bạn nào tích lũy tơ ấy thì sẽ để dành, còn không thì nó phóng như tên lửa vậy đó. Trời ơi coi kìa. Thả tên. Ui, tốc biến à. Không xa được một máy đâu. Cai mỹ nhân thì mọi người để dành sọ một một, mọi người cai giật từ từ đấy nhá, chứ giật liền liền là ta nói lát nữa không có sọ để mà cai đâu. Mỹ nhân là yếu đầu game lắm, phải cai nhiều thì mới nhiều sọ. Nên khi nào mà được đồng đội heal á, mình được hit ké của chúng nó lúc đó mình mới mạnh. Chứ ở đây thì đang hóa đá. Mà cái skina này của mỹ nhân là number one luôn, ta nói quá đẹp. Nhìn màu sắc kìa, cứu với. Trời ơi, bà bé gái. Nước sôi lửa bỏng gần tới mông rồi bắt đầu mới cứu. Đây là Momo, thả tim, thả tim, thả tim. Thôi, không cần cover đâu, bạn đi ơi, đi đi. Trời ơi. Chưa, ơi, ơi. Trời ơi, nước miếng văng tùm lum, con này nó bị cảm hả? Ui, Momo. Trời ơi, bão táp mưa xa. Ui, chưa có nhảy được. Trời ơi, bà đồ chơi ơi. Tôi mới lên ghế lần đầu. Trời ơi, mắc gì binh. Kinh khủng. Có qua có lại nha. Tôi mới lên ghế lần đầu à, không cần cover đâu. Nhưng mà thôi, gặp được nhiều bạn cũng nhiệt tình, cũng cảm ơn. Ô, đuổi luôn à. Lại luôn. Ok, gặp chị Mù đã cứu rồi. Ủa sao nó mê con mỹ nhân vậy ta? Mình mới lên ghế lần đầu thôi đó. Ý. Giờ ý em sao? Em muốn sao em nói đi. Quá trời là hợp tác rồi. Thank you. Ôi, chỗ này con nhện nó răng tơ, ta nói mây mù kín lối luôn. Nó lạc trôi của Sơn Tùng luôn. Sơn Tùng MTP. Bớt ảo tưởng đi má. Ui ôi. Cai 2 phút rồi. 2 phút mới được có 4 máy là tưởng 2-3 máy là reboot. Cứu em với mọi người ơi. Bây giờ là búc con nhện là đi qua ba tầng tơ là tông cái ván vỡ luôn. Xe tăng mà. Búc đi, nhanh lên, đừng có nói nhiều nữa. Đi qua hai tầng tơ cũng được. Rồi. Máy bên kia bé gái đẩy gần pram rồi, rồi mình ra cổng thôi. Đang đeo cái phụ kiện trên con đường suy luận nè. Nhìn có cái hình dáng của... Ôi lag sao ấy. Ấn di chuyển không đi. Reboot. Ủa sao sao chưa pram? Ủa là sao?
Mình nhớ cái máy nào nãy mình được cứu là 80 gì rồi má. Trời ơi, không hiểu. Ủa? Ủa là sao mình không hiểu luôn nha. Ủa? Rồi xong. Xa quá, sao mà cứu kịp ta. Ủa, mình không hiểu. Để lát nữa rồi cái lịch sử video coi lại xem là sao không ram ta, mình không hiểu nha. Ui, cứu được luôn kìa. Rồi. Hay quá. Không hiểu sao là không ram hay là sao, mình chả hiểu lý do luôn. Nhưng mà thôi kệ đi, ram được là mừng, cứu được là mừng đi. Yo, nhanh lên nếu không sẽ có chuyện. Thực ra thì chơi gặp những cái bạn mà body block vậy là rất là sướng. Cảm giác mình được cover nó đã. Nhưng mà mới lên ghế lần đầu, mấy bạn nó nhiệt tình vậy cũng rất là cảm ơn. Tại vì tôi không có đảo cam. Tại vì tôi nghĩ tôi lên ghế lần đầu nên tôi không có đảo cam. Tôi tệ bà. Em sai rồi. Và bye bye mọi người nha. Chúc mọi người một buổi chiều buổi sáng vui vẻ văn công ngon miệng. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha. Bye bye.